Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ. Ừ, em có thể em giới thiệu à, em họ tên là gì? Dạ em tên là Từ Văn Vương. Từ Văn Vương. Dạ em sinh Vương, Vương nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh ngày 3 tháng 6 năm 1988. Ừ, em nguyên quán ở đâu? Dạ em quê quán là em là ở Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Ở Bình Dương ha. Dạ. Rồi hôm nay em đi về cùng với ai đây? Dạ em đi với con của em ạ. Con trai ha. Dạ con trai. Ừ, con em mấy tuổi rồi? Dạ con em 5 tuổi. Ừ. Rồi hôm nay hai cha con từ Bình Chuẩn à, về đây để nhờ Dạ. anh em hiệp chính Bình Dương à, tìm ai vậy em? Dạ em tìm vợ em ạ. Ừ. Em cho anh biết là vợ em họ tên là gì? Dạ vợ em tên là Bùi Kim Ngọc. Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1997 ạ. Ồ. Em 88, 97. Dạ. Ồ, hai vợ chồng chênh nhau cũng nhiều tuổi ha. Dạ. Vợ em nguyên quán ở đâu? Dạ vợ em quê quán là ở ấp Kinh Bảy, Tân Bằng, Thới Bình, Cà Mau. Ồ, từ Cà Mau xa vậy hả? Dạ. Em gặp vợ trước, em gặp vợ ở đâu mà quen rồi em? Dạ lúc trước vợ em lên làm công ty ở gần bên em á. Rồi hai vợ chồng mới có duyên thì gặp nhau rồi quen lấy nhau. Có duyên để gặp nhau ha. Dạ. Em cho biết hiện nay em được mấy người con chung rồi? Dạ hai vợ chồng em có hai bé ạ. Dạ một bé bé lớn thì hiện tại giờ đang đi học lớp 3. Còn bé này đi học Dạ chưa? còn bé này đang học lớp lá nhưng mà do bữa Tết giờ em chưa có tiền đóng cho nên là Chưa em chưa đi học. xin tạm nghỉ hết tháng 2 ạ. Em cho anh hỏi này, hai vợ chồng em ấy làm công việc gì? Dạ vợ em thì làm công ty sắt. Còn em thì làm cho công ty kỹ thuật điện ở chỗ gần đây Bình Dương đây ạ. Thu nhập hai vợ chồng ổn không em? Vợ em thì từ lúc Covid tới giờ thì làm không có tăng ca, chỉ làm mỗi lương cơ bản là 5,5 triệu thôi. Còn em thì lúc trước thì em làm bên xây dựng thì lương nó cũng hơn 10 triệu. Nhưng mà từ năm nay năm rồi đó là kinh tế nó khó khăn, công việc không có rồi em mới chuyển qua bên công ty kỹ thuật điện. Và em vô đó là lương cơ bản nó chỉ được 8 triệu. Và em làm tới bây giờ lên được 500 nữa là 8,5 triệu. Ở trong quá trình em làm mấy bao tháng gần Tết á là do chủ thầu chủ đầu tư là người ta cũng kẹt tiền người ta hụt. Rồi thành ra công ty em nó cũng chậm lương. Chậm lương rồi từ từ cái khoản đó là về nhà giờ gia đình em nó không có đủ tiền để xây sở cái này cái kia. Rồi thành ra cứ nó hụt thiếu tiền trọ. Thiếu tiền trọ là tầm 3 4 tháng gì đó thì giờ tổng cộng tiền trọ chắc khoảng tầm hơn 6 triệu. Thì vợ em ngồi đang quản con. Vợ em á là bình thường mấy tháng trước thì nó bị áp lực cái vấn đề là kinh tế đó đó, thiếu nước hụt sao giờ thằng con em hai đứa nó đi học nữa. Rồi vợ em nó buồn, nó áp lực nhiều quá rồi cộng lại thành ra vợ em nó bị stress. Rồi cuối năm rồi nó dính vô cái tiền học, tiền trọ, tiền này kia mà trong khi hai vợ chồng Tết không có được nhiêu tiền. Mà em báo với vợ em là tháng Tết là công ty nó sẽ giam lương chứ nó không có cắt hết. Là tháng Tết em lãnh lương ra được khoảng 3 5,3 triệu. Còn vợ em thì nếu mà trừ tiền ứng 1,5 triệu ra thì phải còn khoảng chừng hơn 8 triệu. Từ đó cho nên vợ em là có nói với mấy bà làm chung á là mình vợ em là tiền đủ thứ tiền hết cho nên là sàn không nổi. Áp lực nặng quá thì vợ em giờ đi dạng đi chết rồi. Hiện tại tới bây giờ đi bữa 20 tối 24 Tết có điện thoại cho em. Tại hôm đó em cũng đi ăn tất niên bên công ty. Và điện cho em thì nói là anh kêu mẹ từ từ chở con về. Tại vì em đi về cũng hơi tới khoảng hơn 9 giờ. Rồi có những em ruột của vợ cũng ở gần đó cách tới mấy phòng. Cũng có hỏi là bà đi đâu, giờ đi mấy giờ về. Thì vợ cũng nói là tao đi chơi và 9 giờ mấy tao mới về. Đó thì từ lúc đó là đi đến giờ luôn là không thấy về. Em cho anh hỏi hai bà vợ chồng em ở Bình Dương có nhà Dạ không, tại gia đình hai bên này nói chung cũng khó khăn. đang ở Thành trọ? ra em muốn trọ mở bên chỗ 183 G2, khu phố Một Bơi, phường Nguyễn Phú. Em cho anh hỏi này, vậy là vợ em ấy đã có tự ý định bỏ nhà đi bao giờ chưa? Hồi đó giờ nói chung vợ em thì không có ý định là bỏ nhà đi. Nhưng mà có nhiều khi hai vợ chồng vợ em nó áp lực vấn đề tiền bạc làm riết đó, tại cũng nuôi con. Thì nhiều khi vợ em cũng có nói là muốn đi đâu đó cho nó thoải mái. Thì vợ em chỉ đề cập vấn đề vậy thôi chứ ngoài vợ em đâu có nói là tới ngày đó hay là khi nào tôi bỏ đi đâu. Thế cuối cùng là vợ em đi hôm 24 Tết, Dạ. gọi là 24 tháng Chạp đó, Dạ. đúng giờ gần Tết Dạ. ha. Trước khi vợ em đi là có vợ em có biểu hiện gì bất thường? Thì trước khi đi thì cách đó một tầm tháng đó, tháng 2 gần Tết đó thì vợ em thì cứ nói là mệt thì em biết công việc vợ em thì mệt. Tại trong công ty là mấy người đàn bà có 4 5 người làm thôi.
là người lớn tuổi hơn nó là sức khỏe không có, khuyên nặng được tay bên sắt mà. Còn nhỏ cái Toán với bà chủ thì cũng mang bầu, cũng không định nặng được, có mình em vợ em thôi. Cho nên nhiều khi vợ em về nó nói mệt thì em cũng nghe mệt thôi chứ em cũng không, nó không chia sẻ gì nhiều. Thì trong quá trình nó chỉ có vậy thôi chứ tháng Tết đó vợ chồng em cũng vẫn bình thường, đâu có cãi lộn hay quấn nhau gì đâu. Vợ chồng em từ trước là sống với nhau có hòa thuận không? Vậy nói chung vợ chồng em giống. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Rất là hòa thuận. Tại vì tính em thương vợ con nhiều khi là nhiều cái em cũng chèn làm. Chỉ có mỗi cái là vợ chồng em hồi đó giờ tự đứng ra lập nghiệp là nó không có dư như người ta thôi. Giờ thêm phận giờ con nó lớn, hai đứa đi học thì nó sẽ nhiều tiền hơn, nó sẽ hao hụt hơn. Em có khi nào đánh đập hay chửi bới vợ bao giờ không em? Dạ không, từ lúc lấy nhau tới bây giờ là cũng gần 10 năm rồi. Em chưa bao giờ đánh hay là chửi. Nhiều khi vợ chồng em chỉ có bất đồng về tiếng nói là cãi giả 2-3 tiếng thôi, chứ ngoài ra cũng không có chửi lộn gì hết. Tối là hai vợ chồng em về là đi làm chung, có về chung không? Dạ hay không, nói chung là từ chỗ vợ, chỗ gia đình này, vợ chồng em ở dưới lên tới chỗ vợ em làm á. À, nói khoảng chưa đầy cái số. Mà công ty đó thì nó cũng sát bên nhà mẹ ruột em nữa. Vậy là cũng gần mà. Dạ. Thì vợ em đi làm bằng phương tiện gì em? Dạ vợ em đi làm xe đạp. Thế còn em thì em đi làm xe máy. Cho anh hỏi là cái hôm 24 Tết vừa qua là gần Tết á, vợ em trước khi đi là vợ em đi bằng xe gì? Dạ vợ em bình thường là không biết chạy xe máy. Thì vợ em chỉ nói đi chơi với bạn và đi ra cái cổng là em có nhờ xem camera của cái tập iOS kế bên á. Thì thấy lúc vợ em đi ra là 6 giờ 18 phút mấy thôi. Tối. Dạ. Rồi cái điện thoại vợ em mà lúc còn xác định được cái vị trí á là cách đó là hơn 3 phút. Là nó nằm trên cái đoạn đường Bình Chuẩn 52. Là trong cái lũng đất trống. Em chỉ biết tới đó thôi. Có nghĩa là vợ em có thể là hẹn nhau với người ta ở trong đó. Không có, tại vì bình thường á cái sim mạng Facebook hay là Zalo là em cái sim của em đứng tên. Và cái hôm bữa đó thì nói chung em cũng không biết làm sao để kiểm tra được. Thì cách đó 3 ngày sau, 4 ngày sau gì là em mới đi ra em làm cái sim lại. Tại em sợ vợ em có vấn đề gì đó. Em mới kiểm tra là Messenger và quản lý gọi của sim và Zalo, thì nói chung em kiểm tra hết tới những tháng của năm rồi luôn. Nhưng mà vợ em là không có nói chuyện tới người lạ. Thậm chí đi làm về tới nhà là vợ em chỉ đi làm về là tắm rửa ăn uống ở trong nhà rồi đi qua nhóm em nói chuyện với người nhà ở dưới quê thôi, chứ không tiếp xúc tới người lạ nào hết. Vậy là theo như em bây giờ phút này vợ em tự dưng sao lại bỏ nhà đi? Theo em á là vợ em nó mệt mỏi vấn đề là về kinh tế, năm rồi em làm công ty nó hao hụt riết á. Kinh tế nhưng em thiếu đến mức độ giờ, đến giờ phút này em thiếu khoảng bao tiền rồi? Nếu mà Tết hai vợ chồng em lãnh lương ra mà cộng lại tiền này tiền kia trả hết ra thì vợ chồng em cũng còn dư được khoảng tầm 3 triệu đến 4 triệu. Nhưng mà tại do vấn đề là vợ em nó bị áp lực nhiều tháng nó gọng lỡ rồi nó bị stress nặng quá đi. Rồi vợ em theo như em suy đoán là vợ em muốn đi đâu đó cho nó thoải mái. Thoải mái con người đầu óc đi, nhưng mà Em thấy thoải mái, anh đồng ý là thoải mái. Đôi khi là trước khi vợ em đi, vợ em phải thông báo là em đi làm ở đây một thời gian ấy chẳng hạn, đúng không? Tại sao vợ em lại không thông báo? Dạ đúng rồi, bởi vậy vợ em không có thông báo cho nên là em không có tin tức gì. Bây giờ em lo lắng là lo lắng vợ em nó có vấn đề vì ngoại muốn hay không. Chứ vợ em đi từ lúc mà bước ra đi là tới lúc điện thoại tắt máy là chỉ hơn 3 phút thôi à. Là giờ em sợ phần tâm lý vợ em nó không vững rồi, mấy ngày này nó buồn bã rồi đủ thứ cộng lên rồi em sợ vợ em nó bị áp lực tâm lý rồi nó bị trầm cảm. Vậy là Tết vừa rồi ấy, là gia đình mình hoàn toàn là vợ không ở nhà? Dạ không ạ. Thế mấy cha con có ăn Tết đầy đủ không em? Dạ mấy cha con thì nói chung đi, em đi tìm vợ em. Con em thì nói chung em không có tâm trạng nấu nướng được. Chỉ có cái là con em đói thì em chở về cho bà nội nó ăn thôi. Còn em thì từ lúc mà vợ em bỏ ra đi tới giờ á, ngày nào em cũng đi tìm. Những cái chỗ mà em đã quen biết hay là em biết vợ em nó đi tới đó thì em đi tìm từng phòng trọ, từng giấy trọ hết rồi. Nhưng mà em tìm tới bây giờ ngày nay là hơn 2 tuần rồi em tìm không, tuyệt vọng. Nửa tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là Tết cũng đi tìm luôn? Dạ, bữa mùng 39, 20, mùng 1 gì, tất cả tới mùng 4 em đi tìm hết luôn à. Vậy là, cho anh hỏi này, điện thoại vợ em hiện nay còn gọi được không? Dạ, điện thoại vợ em từ bữa đó giờ là không mở máy luôn à. Ồ, tắt máy luôn? Dạ.
hoặc là bây giờ có dùng sim khác em không biết. Dạ nếu mà có dùng sim khác thì cái máy em vẫn định vị lên được ạ. Ờ. Tại vì em có mã máy á. À. Thế bây giờ là tắt máy luôn rồi. Dạ. Ừ. Thực sự rất bí ẩn nhỉ. Nếu theo anh thế này thì chắc chắn là vợ em có cái gì đó bất thường rồi. Dạ. Chứ không phải là vợ mà buồn áp lực đâu em ạ. Anh đang nghĩ rằng có thể là vợ em đồng ý là trong vợ chồng có thể là cũng rất thương nhau. Nhưng thương không nó chưa đủ thôi em ạ. Dạ. Xã hội bây giờ nó rất hiện đại. Thương không nhưng mà mình không có kinh tế. Đôi khi là vợ suy nghĩ một cách không giống như mình. Đôi khi em thương vợ mục đích chính là em muốn kiếm tiền cho vợ à, sướng khổ có nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn là thương nhau. Nhưng mà đôi khi phụ nữ người ta không nghĩ như vậy. Phụ nữ người ta nói là thương không đủ, mà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vẫn chưa đủ. Người ta muốn phải có tiền thì mới có một cuộc sống tốt đẹp được. Chính vì lý do như vậy đôi khi là vợ em đi kiếm tiền bây giờ nó cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng đôi khi vợ em lại bị người đàn ông khác dụ. Bởi vì anh thấy rằng vợ em có thể là rất ít tuổi, còn nhỏ này, thì đồng ý là có con rồi, có chồng rồi. Nhưng mà nhiều người phụ nữ lớn tuổi vẫn bị dụ. Em ạ. Dạ. Có thể là vợ em chỉ sa ngã một phút thôi. Đến giờ phút này mới không về thôi. Đó, say nắng say mưa mà vì lý do nào đó bây giờ về cũng khó. Về thì cũng thương người ta. Mà không về thì bỏ con. Mà trở đi thì mắc núi, mà trở lại thì mắc sông. Anh nghĩ rằng nó như vậy. Chứ vợ em mà đang hoàn toàn bình thường, vợ chồng không gây lộn nhau. Thì không bao giờ năm hết Tết đến mà lại bỏ con, bỏ chồng đi. Dạ. Đến giờ phút này là em đã sang thông báo với gia đình bên ngoại biết chưa? Dạ, nói chung là từ cái ngày mà vợ em đi là lúc đó chín hơn 10 giờ là vợ em chưa về, là có nhỏ em nó ở nhà là nó cũng đã có điện nhiều lần. Em kiểm tra cuộc gọi là điện rất là nhiều lần nhưng mà không điện về vợ, và có điện về quê thông báo là vợ chưa về. Dạ, và ở dưới cũng có điện lên em là tới hiện tại giờ là bà con hai bên và bạn bè là không biết. Nhưng mà sống hai chồng sống chung từ hồi đó giờ là vợ em là cũng không có nói chuyện tới người lạ. Công ty thì nó chỉ có 5-7 người ta thôi chứ không có nhiều. Cho nên là nếu mà nói theo cái nghĩa mà vợ em mà đi theo người khác đó, thì ví dụ như ít nhiều cũng phải có tin nhắn cho em. Còn em tại dù sao em cũng còn hai đứa con nhỏ gần để chăm sóc. Tối nào con em nó cũng kêu nhớ mẹ hết trơn á. Nó khóc mà em làm cha em biết làm sao. Thêm bằng em có thương nhớ vợ em mà đi không có thông tin gì hết trơn á. Cho dù có chuyện gì với chăng nữa thì hai vợ chồng cũng gì có gì nói chuyện với nhau để dùng nhau giải quyết. Đằng này vợ em biết là mấy tháng trước vợ em chấp nhận là vợ em buồn lắm, buồn nhiều lắm và áp lực nặng lắm. Em cũng có khuyên vợ em nhiều lần như vậy. Nhưng mà vợ em bị áp lực nhiều quá, nó cố gắng chịu đựng. Thì đi cho hỏi mấy người thì em cũng không nhưng nói áp lực thì bây giờ thiếu gì công ty đâu em, cần gì phải làm ở chỗ đó. Dạ. Mình thiếu tiền thì thiếu một ít chứ ăn thua gì đâu phải thiếu. Cái hôm mà vợ em á, em biết hỏi là cái bà chủ công ty á, là bà nói là vợ em còn xin Hiếu là 1,5 triệu tiền ứng để qua Tết trả. Tại vì Tết nhiều tiền quá thì tiền kia nữa. Còn có nhờ nhỏ bạn cũng mua đồ cho con em là lãnh lương đã trả lấy. Mà cuối cùng tới bây giờ cũng chưa lấy. Ê, bây giờ làm sao đây, khổ quá trời khổ, bỏ hai đứa con luôn. Giờ nói chung em không cần cầu mong gì nhiều. Em chỉ cầu mong cô chú anh chị gì bây giờ cộng đồng mạng nhờ giúp chia sẻ. Để em tìm được vợ em về chứ con em nó không phải nhớ mẹ về cùng nhau chăm sóc hai đứa nhỏ. Dù sao con gái nó còn cần có cha có mẹ. Quá tội nghiệp luôn. Dạ. Vậy là con của em trong những ngày này là Tết vào rồi là không có mẹ ở nhà luôn. Dạ, Tết mấy bữa rồi không có mẹ. Em thì từ bữa giờ là ngày nào em chạy suốt cứ không tin gì bạn bè ở ngữ đâu lại em cứ chạy đi tới đó để em tìm. Em có nghĩ rằng vợ không phải là buồn áp lực mà vợ có thể đi quen người đàn ông khác không? Dạ không. Em không dạ vợ không? Em lại biết vợ em chỉ giờ trước mắt là nó mệt mỏi vấn đề là sống chung với em mệt mỏi là mấy tháng rồi làm không ra tiền. Tiền nó thiếu riết. Rồi vợ em nó áp lực nhiều cái cộng lỡ rồi nó không thể nào kiềm chế được cảm xúc như người. Bây giờ trước mắt em lo nhất là không biết vợ em có bị người ta dụ bắt chụp hút mơ đi bán chỗ khác hay không. Hay là muốn trở ở đâu rồi buồn bã quá thì sanh ra thành bị trầm cảm. Vợ em bên ngoài nhìn có dễ thương này không? Dạ vợ em ở ngoài thì nói chung nhìn nó không mặt thì nó không có sáng mịn như trong hình. Tại vì trong hình chụp đó nó quá áp rồi. Nhưng mà vợ em ở ngoài thì cũng nhìn cũng vượt cũng dễ nhìn. Bây giờ em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được. Vợ em cảm nhận được cái tình yêu của em dành cho vợ. Để vợ có động lực vợ quay trở về với em với các con. Bây giờ nói chung em ngày xưa giờ sống vợ chồng thì em cũng không có nói gì nhiều mà giờ lúc vợ em đi tới giờ em mới
suy nghĩ ra và em thấy mình còn thiếu sót được nhiều thứ lắm. Thì năm nay cũng là năm mới rồi, năm rồi em cũng có nói vợ em là năm sau có gì vợ chồng mình từ từ là làm nó sẽ khác. Và bây giờ em xin hứa là vợ em mà nghe được những lời này thì vợ sẽ cố gắng phấn đấu hơn, phấn đấu hơn năm rồi, chứ hạn như bình thường năm rồi em làm có tăng ca, thì bây giờ em phấn đấu hơn là em sẽ kiếm việc thêm, em làm thêm đêm để cải thiện cuộc sống cho vợ cho con. Và phong cho vợ em về với con em, nó không còn phải nhớ mẹ và không phải tuổi thân nữa. Giờ dù sao giờ vợ em nếu ở đâu á một mình ên á cũng buồn lắm, chứ không phải không buồn đâu. Về nhà dù sao về nhà cũng còn có gia đình, còn có con để vui vẻ. Tuy là cuộc sống nó không có dư giả như người ta, nhưng mà vẫn còn có cái gia đình để mình đi về đi tới đi lui. Bây giờ em không mong gì hết trơn, em chỉ cần mong vợ em về. Ví dụ có buồn em mà về sống vì con cũng được, rồi vợ chồng từ từ giải quyết. Vậy là trong nửa tháng qua là em đi kiếm nhiều nơi này không thấy. Dạ. Đến giờ phút này gia đình vợ em có biết thông tin về vợ em đang ở đâu không? Dạ chưa, hôm qua em có lại mà cô chính mới lên á. Ừ. Em có lại em nói chuyện thì ba cũng nói lại chứ không ai biết trơn, chứ ai cũng điện hỏi. Thậm chí á, bên ba vợ ông với ông cũng rầu, ông lo bây giờ ông già hơn mấy đợt trước nữa. Ông rầu tóc riết à. Là ba vợ? Dạ. Ừ. Tại vì Cà Mau thì xa quá, không ai lên đây tìm được hết trơn. Đây Cà Mau cũng trên dưới 400 km đó. Dạ em, đây về dưới là 370 mấy cây ạ. Đó, rất xa. Dạ. Ừ. Còn em bên này cứ hơi ấu nào có hy vọng thì em đã đi tìm hết rồi. Ừ. Mà trong khi với chi dưới này ngày xưa giờ vợ em nó biết chỗ, em không nói vợ em ngày xưa giờ không có đi đâu hết á. Không biết đường đi, không biết chỗ. Vợ em đi hôm đó có đem theo vàng, bạc, tiền bạc gì không? Dạ không. Vợ em thì bữa đó nhà không còn ai thì vợ em lãnh lương được hơn 10 triệu mấy trăm ngàn đó. Thì chỉ đi đó cầm tiền đó với cái căn cước thôi chứ không có cái gì trong người hết trơn. Là có trên dưới 10 triệu. Dạ. Và căn cước. Dạ. Vợ em làm công ty lâu chưa? Vợ em làm công ty trên 5 năm ạ. Đến giờ phút này em đã tìm hiểu cho vợ em có rút bảo hiểm không? Dạ không, vợ em bảo hiểm còn đó. Bà chủ em cũng mới nói chuyện qua là chưa có, nó cũng không xin nghỉ, bảo hiểm cũng còn đó. Và giờ địa chỉ vợ em là cũng nhập khẩu tất cả trên đây hết rồi. Nghe khổ nhỉ. Vậy là đi hơn 6 giờ tối hả? Dạ. Đến giờ phút này ba cha con nằm ngủ đêm ôm nhau. Ba cha con có ngủ được không? Dạ, con em nhỏ thì nó không biết, thì nó nhớ mẹ thì lúc nó nhớ khóc thôi. Ngủ thì nó vẫn ngủ bình thường. Có riêng em ngủ không được. Em ngủ tầm 1 giờ, 12 giờ là nhiều cái em làm này tầm trặc em cũng nhớ vợ em hay này kia có chuyện gì kiếm giật mình vậy là em không ngủ được. Lúc nào cũng sợ em có vợ em không à. Em cứ sợ vợ em nó có chuyện gì đó hay không, rồi em biết coi cha con em sống dưới thế nào. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Rồi chú chào con. Con chào chú, hỏi con tên gì? Cô Gia ơi. Hả? Cô Gia ơi. Đợi hả? Từ Gia Huy. À từ Gia Huy hả? Dạ. Con em mấy tuổi gì? Rồi? Mấy tuổi? 5 tuổi rồi. Con 5 tuổi. Con đi học chưa? Chưa hả? Con có nhớ mẹ không? Nói nhớ rồi. Nhiều không con? Mẹ. Mẹ đi đâu rồi con? Mẹ đi lâu chưa? Con yêu mẹ nhiều hay yêu ba nhiều? Mẹ. Yêu mẹ nhiều hả? Anh hai con đâu rồi? Hai con đi học rồi. Đi học hả? Con có mong mẹ về mấy con không? Con nói làm sao để mẹ về đi? Con nói mẹ về mấy con, mẹ đừng bỏ con. Nói đi. Nói mẹ ơi, về mấy con đi, con yêu mẹ nhiều lắm. Nói đi con. Nói đi con. Con biết nói dạ mà. Con có nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không? Trả lời con. Hả? Trả lời con. Con mong mẹ về không? Con có sợ mất mẹ không? Sợ không? Rồi hôm nay thì hai cha con phải nói là về đây để nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Anh nghe những cái câu chuyện thực sự là mỗi một gia đình một cái hoàn cảnh em ạ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi khác. Mỗi một nhà tìm kiếm trong cái sự khác biệt. Em ấy thì thương vợ kiểu khác, người khác thương kiểu khác. Mỗi gia đình ấy thì là một cái khác nhau. Nhưng anh thấy được cái tình cảm của giữa gia đình mình ấy, đồng ý là khó khăn thì không ai mong muốn điều đó. Nhưng mà đôi khi là cái số phận mình em ạ. Mình chưa có hoặc là mình chưa gặp may em ạ. Thì từ từ mình cố gắng phấn đấu, từ từ sẽ có. Bởi tuổi tụi em vẫn còn rất nhỏ. Dạ. Hy vọng là trong những năm tới thì có thể để mình gặp may mắn hơn,
mình sẽ làm ăn phát tài phát đạt hơn thì mình sẽ có tiền có của nó cho vợ con, dạ. Vợ con sẽ được sung túc hơn em nhé. Dạ. Rồi hôm nay hai cha con về đây nhờ anh em chính Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ em đồng ý ạ. Bây giờ em chủ yếu quan trọng là tìm được vợ em rồi thôi ạ. Chứ còn những lời khác em không quan tâm nữa. Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em cũng như của gia đình mình nhé. Dạ. Anh năm mới anh cũng xin cầu chúc cho em cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày tới đây thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được thông tin vợ em đang ở đâu. Dạ. Và có thể tư vấn để cho vợ em quay trở về với em, với đặc biệt với các con em nhé. Dạ, có cần anh đợi số điện thoại không anh ạ? Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo. Một câu chuyện là hiện nay một em trai và dắt theo một đứa trẻ về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Trong thời gian năm mới này thì những năm đầu năm, những ngày mới này của đầu là năm mới, anh em Hiệp sĩ Bình Dương phải nói là tiếp cận phải nói là rất nhiều các thông tin các chị gái, các em gái không hiểu lý do nào đó mà bỏ chồng bỏ con để đi theo người đàn ông khác. Đây cái câu chuyện này hiện nay em gái là chưa biết đi phương trời nào. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái là quay trở về với chồng với con của mình. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.